shop việt Điều, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video hội shop việt trường leo ở góc phải view này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video clip mới nhất shop Hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn và video ngày hôm nay việt trường leo hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn sản phẩm là chiếc đầu cd đến từ thương hiệu Mazan của nhật bản Mazan phiên bản CD 16, đây là một mô đen để quý vị và các bạn trải nghiệm cái chất liệu nhạc cực kỳ mượt mà êm ái và đặc biệt rất phù hợp cho những anh em chơi chuyên sâu về nhạc vàng nhạc trữ tình Bolero thì nó là một phương án lựa chọn vô cùng hợp lý để quý vị và các bạn trải nghiệm. Mazan CD 16, hình thức ngay trước mắt quý vị và bạn có thể quan sát thấy tuyệt đẹp xuất sắc và chiếc đầu này thì với một mức giá rất là tốt chỉ 17,5 triệu đồng quý vị và các bạn sẽ sở hữu một chiếc đầu CD nghe hay và hình thức cũng rất đẹp để bày biện và trải nghiệm cái không gian âm nhạc trữ tình tuyệt vời và ma CD16 hoạt động như thế nào thì sau đây xin mời quý vị và bạn cùng em trải nghiệm cái mắt đọc của chiếc đầu CD ma gian 16D xin lỗi CD16 thưa quý vị và các bạn thì em sẽ sử dụng điều khiển từ xa đây là điều khiển từ xa em sẽ sử dụng ra vào khai địa để anh em cùng quan sát và em sẽ sử dụng một chiếc đĩa là đĩa à, khá là cũ đã xước chảy xước rất nhiều anh em có thể quan sát thấy này à, đĩa là đĩa đã qua sử dụng chảy xước rất là nhiều rồi chúng ta cùng kiểm tra mắt đọc của chiếc đầu CD này đó, anh em có thể nhận thấy là em nó nhận đĩa rất là nhanh và đọc cũng rất là tốt. Rất là mượt mà cho quý vị và bạn có thể quan sát thấy. Vì uh, lý do bản quyền em đã bị khá là nhiều gậy rồi, vì vậy nên là em hạn chế test nhạc nên rất mong anh em thông cảm. Em có uh, sử dụng hình ảnh uh, để quý vị và bạn có thể quan sát rất là dễ đó. Em tua qua bài nó đọc rất là nhanh. Mắt đọc cực kỳ tốt luôn tua hoặc quay lại thì chất lượng bắt đọc rất là tốt ngoài sử dụng điều khiển từ xa thì những phím bấm cơ bản ở trên uh, chiếc đầu CD này cũng có rất là đầy đủ như là stop này play này rồi là quý vị và các bạn có thể qua bài đó hoặc là quay lại ở đây đó, tất cả đều hoạt động rất là hoàn hảo rất là tốt cho quý vị và các bạn trải nghiệm chiếc đầu CD Mazan 16 đang có sẵn hàng tại Việt Audio và em sẽ quay chi tiết hình thức để quý vị và các bạn cùng quan sát và đánh giá tốt hơn nữa anh em có thể quan sát thấy chiếc đầu CD này hình thức cực kỳ xuất sắc vỏ đến bề mặt không hề có một vết chảy hay là đụng chạm gì hàng về rất là đẹp đó rất là khen để gửi tới quý vị và các bạn đó rồi phía sau Em sẽ gửi tới quý vị và các bạn ở đây thì chúng ta có thể quan sát thấy hai cái rắc AOCA rất là mới rất là sáng cũng như là vẫn đang còn nguyên khóa mát ở đây và tất cả còn hoạt động hoàn hảo chiếc đầu CD 3 gian 16 thì uh, phiên bản này sử dụng nguồn điện 100V vì vậy ở cái phần logo nó sẽ có thêm chữ F ở đuôi uh, đánh dấu cho phiên bản nội địa và nó sử dụng nguồn điện 100V với công suất tiêu thụ sẽ là 18W và rất nhiều cái chữ nhật ở đây anh em quan sát thấy đây là một chiếc đầu rất đẹp rất hoàn hảo để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm nếu quý vị và các bạn quan tâm và có nhu cầu mua sắm xin vui lòng liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua shop Việt Trường Radio tại Hà Nội em sẽ có những mức giá yêu thương và những chương trình ưu đãi tốt nhất gửi tới quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn